Hello mọi người, Itamanet xin chào mọi người nha. Hôm nay Itamanet lại đi khám phá rừng mọi người và lại đi sinh tồn tiếp. Hôm nay Manet đi tới đoạn này cả nhà và thấy nu cả chích này rất là đẹp luôn. Xem cả nhà này, nu này. Ồ, cái này là cất chồn này cả nhà, phân chồn này. Đó, wow, đây mọi người chi chít luôn. Cây này thì cũng khá là lâu năm ăn xung quanh luôn. Đó, cho mọi người xem xung quanh, mời mọi người chiêm ngưỡng nha. Đó, Manet mời cả nhà mình chiêm ngưỡng này. Thì Manet chỉ lấy nấm linh chi thôi nhá. Đây, quanh này đẹp quá cả nhà ơi, quá đẹp luôn. Thiên nhiên ban tặng và sản xuất ra được mấy cây như thế này. Đây, wow, ăn này. Đúng. Và trên này nữa cả nhà, có mọc tùm lum tùm lưa luôn. Đó, rất là đầy luôn cả nhà. Wow. Quanh luôn cả nhà, quanh thân luôn. Cây này là cây ăn trầu này cả nhà. À, ông bà ngoại rất là thích ăn cây vỏ của nó này để nhai trầu ở cả nhà. Và bây giờ thì Manet chỉ lấy nấm thôi cả nhà. Đó. Còn mấy cái kia thì cái, đây này còn tươi luôn cả nhà, nó còn bám ra cái tươi luôn. Manet chỉ lấy cái này về để nấu nước uống với lại ngâm rượu thôi nha cả nhà. Đó, Cái ăn trầu nó đi. cái này thôi. Cầm đi. À, kiếm cây nào to to thì cắt về cho bà ngoại, chứ cái này Cái nhỏ quá. này thì mình ngay bởi Đây, ăn cái bỏ nấm này thì to. rất là tốt cho sức khỏe nha. Đó, thì Manet chỉ lấy cái sạch sạch thôi. Mấy cái nấm ở dưới thì nó đất nhiều quá, cho nên là Manet chỉ lấy phần này nó sạch hơn mấy cái phần dưới. Đó, bây giờ thì mọi người theo chân Manet đi khám phá rừng và đi sinh tồn nha cả nhà nha. Let's go. Đây mọi người, và anh em mình đã tới đoạn này. Đoạn này là đoạn nước mạch này. Và dấu heo rất là nhiều cả nhà, dấu heo đầm cả nhà rất là nhiều, ủi dấu mới ủi này, mới ủi nó và đầm bên kia, vừa cạo thì một đường đi mòn luôn, cho cả nhà mình xem đây. Đó, mòn lên đầm nó phải đi đi đường y như đường con đường người đi luôn cả nhà, mòn luôn. Bây giờ thì anh em sẽ leo cây này mọi người. Đó, sẽ leo cây này. Sẽ leo cây này cây này. Cây này nó cũng cạ, heo này cũng cao đó, cạ tới đây. Anh em sẽ leo cây này. Đó, nằm trên cao kia. Để quay cho cả nhà xem có con heo nó sang đồng không. Bây giờ thì với lại hai anh em nữa cũng sợ voi cây này. Cho nên là hai anh em cũng sẽ ngủ trên cho nó an toàn. Ở đây thì có cả hổ cả voi nha. Ở đây thì có cả hổ cả voi nha, nha. Cho nên là anh em sẽ ngủ trên cho nó an toàn. Leo cái này không biết là được không. Đó, bây giờ thì mọi người theo chân anh em mình leo ngủ trên ngọn cây như vậy nha. Đây mọi người, Manet đã leo tới bóng này. Đó, bây giờ thì hai anh em buộc khá là cao luôn từ dưới ạ. À, tầm này thì con voi không thể nào mà với tới được cả hai anh em mình được. Đấy, cái bò lắm, cái này. Cái này vừa to vừa cao cái này, vừa mát nữa. Thì chào. Cái thời điểm này thì anh em lên là 3 giờ mấy cái này. À, giờ này thì cũng đang mát. Để xem có gà hay là con heo nó sang uống nước và đầm không cái này. À, mà nó sẽ quay cho mọi người xem này. Nhất là hổ với voi đây, khả năng vô. Đúng rồi. Tại vì mùa này là nó hết nước rồi nhỉ, hổ vây voi cái này không biết được. À, còn sớm thì chắc quay cho mọi người xem được, tối thì khó quay này. Nếu thử, à, nếu mà lấy đèn soi nó không chạy thì chắc cả nhà được xem, còn mà soi thì mà nó chạy thì thôi coi như là không quay cho được cả nhà. Đây mình kia là dưới đất này, cái nhìn chung như thế này rất là cao cả nhà, cực kỳ cao luôn. À, từ mặt đất lên này phải tầm 20 đến 30 mét thôi nhỉ. 30 mét, 30 mét, khoảng 30 mét. Tầm 25 đến 30 mét mọi người. Bây giờ thì hai anh em tuy là ở đây rất là mát nhưng mà rất là nóng bởi vì mình leo cây nó sẽ nóng. Bây giờ thì hai anh em sẽ tạm chân nghỉ ở đây mọi người. À, hôm nay hai anh em không kiếm được thức ăn gì luôn. Thì nghỉ ngơi lấy sức
thì gần gọi là tập tối hay là nửa đêm thì không thấy con gì xuống thì hai anh em mình sẽ xuống đi lùa con trồn con thỏ cả nhà, lùa để kiếm cái gì ăn hoặc là theo suối này đi soi gà. May ra thì anh em mình có mang nát su rồi, đó nát su để bắn gà cả nhà. Đấy, phát vào đầu chết luôn. Thì hồi nãy thì hai anh em mình có thả bầy gà đoạn kia cả nhà, ở trong kia đoạn nước mạch đông tiên này. Hồi nãy thấy chân gà luôn, rồi thấy con gà. Thì lát sáng mai thì anh em xuống thì thăm luôn, có khi là dính gà. Nói chung là hên thì anh em được gà, được đồ ăn. Chọc sọ ướt. Bây giờ hiện tại thì hai anh em sẽ nín thở và ngủ nghỉ để xem có con voi hay con gì xuống uống nước không. Mọi người hãy theo video của Tâm Anh Hết để xem con voi hay là con thú gì sang uống nước nha cả nhà nha. Đây mọi người, anh em mình sẽ xuống thôi cả nhà. Quay lại heo thì không thấy và nguy hiểm thì không có cả nhà. Mà hổ với heo với voi không thấy tín hiệu. Giờ thì anh em mình cũng đã muộn rồi. Anh em xuống đi săn gà cả nhà. Tại bây giờ cũng gọi là nửa đêm rồi. Cho nên là buồn tái với lại thợ mấy giờ ta? 10 giờ. Chưa chờ. Bây giờ thì hai anh em mình sẽ xuống thôi cả nhà. Xuống để kiếm con gà con chim ăn. Không biết xuống như nào. Xuống ban đêm này khó hơn nha. Không biết thế nào nhưng bay mà bây giờ thì anh em xuống cây đà đi kiếm gà với ếch ăn tạm thời trong tối này. Đó, mọi người theo chân anh em mình đi săn gà tiếp nha. Đây mọi người, anh em mình đã xuống từ cây đó đây và anh em mình xác định là nấu nướng và kiếm ếch để ăn. Để đi mua cái gì? Bây giờ thì mọi người theo chân hai anh em mình đi bắt ếch nha cả nhà. Đi bắt ếch. Bắt ếch ươm, ếch ươm để kho ăn cái cơm cả nhà. Nãy giờ không. Đập cái ươm ươm này 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 này. Cả nhà. Ồ, nó chui vào lá rồi. Ồ, nhảy tật tật luôn. Nhỏ to không tha. Phải đẹp đẹp lại cái bóng này. Cầm cái cây của cái nó mới nhảy. Con này to này, con này to này. Này to này, to này, to này. Từ từ bắt nó, bắt nó. Bắt. Này, này, này. Đây. Lại hết sức không là méo có luôn. 5 con như vậy đều đó. 5 con vậy có ok. Mấy con này nó nhảy xuống chân đầy luôn này. Cúi thì có mà đây cả nhà, đốt lửa nấu cơm thôi. Quáo rồi mọi người ạ. Như thế mấy anh em sẽ đốt lửa mọi người, lửa nồi và nấu cơm thôi cả nhà. Đây cả nhà, bây giờ thì anh em sẽ nấu có gạo rồi cả nhà. Đó. Nồi đã sôi rồi. Anh em chuyên môn nấu gạo, nấu cơm thì để nước sôi trước cả nhà. Anh em chắc là ba mụn tay là ok rồi đó. Là ba lon á. Ok rồi, cái nồi nó cũng chịu được cái đó. Không nấu, anh người nấu 5 lon cũng được. Nấu cơm cả nhà. Và hồi nãy thì hai anh em có đi bắt ếch này cả nhà. Đấy. Nhìn nhỏ thôi là được ấm rồi cả nhà.
thêm đất nữa thì bỏ gia vị đầy đủ nữa thì khỏi bàn nha, chết được chấm luôn á. Bây giờ thì anh em sẽ nấu cơm thôi, và món kia thì máy sẽ kho nha cả nhà, kho hành tỏi xả ớt đầy đủ là thơm ngon bổ dưỡng thôi. Vậy cũng đỡ rồi đó. Đây cả nhà, đã chín xong hết ở đây mọi người đó, và ếch này đây, đây là món ếch, món ít xào cá. Anh em Manet có thể bỏ thêm nước mọi người để chan với cơm nha. Đây là cơm đó, mời cả nhà cùng ăn cơm với anh em Manet nhá. Ăn khuya. Ăn khuya rồi, giờ là 11 giờ rồi, 11 giờ đêm rồi. Đó, cơm trắng này. Đồ đà, mời cả nhà ăn cơm nha. Cơm nóng. Đó. Mời mọi người ăn cá nha. Đây, mình sẽ được. Đây là cá hai anh em vừa săn được nha. Nói nhầm nên nói lộn. Ếch, ếch chứ cả nhà. Mời mọi người cùng ăn nhé. Mời một cái nhà thử miếng nha. Bài ơi, ngon lắm. Ngon lắm. Mời cái nhà ăn cơm luôn. Đây là xá này. Ếch thì chưa được một phần của xá. Cầm cà ri nhỉ. Cầm cà ri nữa được. Ngày mai cầu mong anh em mình đi gặp may mắn nhỉ. Thì ăn xong anh em cũng nằm dưới luôn cả nhà. Nếu mà có nghe tiếng gì động lạ thì anh em sẽ phóng leo cài tiếp. Chạy trốn. Bây giờ hiện tại thì anh em ăn cơm nó tính tiếp cả nhà. Chứ trên kia nãy thì anh em ở thì heo có vào cả nhà. Nhưng nó vào phía bên ngoài cả nhà. Sau uống nước rồi nó đi. Cho nên anh em không quay được cho mọi người xem. Mọi em xuống đi bắt ếch rồi mà mới thấy dấu heo. Dấu mới mới luôn. Bây giờ thì mọi người cũng ăn cơm với hai anh em Manet nhá. Ăn thịt ếch, ếch của rừng đây. Tuy nhỏ nhưng mà ấm lòng hai anh em rồi nhá. Bây giờ cả nhà cũng ăn cơm với hai anh em mình. Đây cả nhà, anh em đã ăn uống nó say. Nó nê thì anh em Manet có mang hai sẽ buộc ngủ tại đây cả nhà. Và lửa thì đốt bên kia, tại vì nóng quá trời luôn cả nhà. Bây giờ thì hai anh em sẽ ngủ tới đây. Có chuyện gì thì anh em mình sẽ phóng lên cây nhỉ. Trời đã sáng rồi cả nhà ơi. Bây giờ thì hai anh em mình lại xuất phát đi kiếm đồ sinh tồn thôi cả nhà. Hai anh em đã mang đầy đủ dụng cụ trong cái cặp. Và bây giờ thì mọi người theo chân hai anh em Manet lại đi sinh tồn tiếp nha cả nhà nha. Hồi tối ngủ rất là ấm luôn mọi người. Tại vì mùa này thì chưa không thấy lạnh. Đấy, bây giờ thì mọi người theo chân hai anh em Manet đi nha. Rickel. Anh em mình đã đuổi sóc rồi mọi người. Đây này. Nó ở ngay ngã ba này cả nhà. Đây. Ná nó đi. Đồ ngã ba đây này. Nó chạy lên rồi kìa. Kệ nó đi. Ôi, bắn đi, nhanh đi, không nó nhảy sang bên kia, bắn nhanh luôn. Bố, bắn được đây, đây. Thêm cái đặt đã được rồi nha mọi người. Buổi sáng tinh mơ, thư hùa mà.
Đó. Cũng dần mệt buổi sáng, chào buổi sáng. Đó, đấy, đã được một con nha mọi người. Quá đã luôn. Thế là hôm nay mình sẽ không đói. Chú trà hồi nãy thì cầm cái cam kia đội đầu thì ok luôn. Ok luôn. Nà cho mọi người xem thoải mái luôn nhỉ. Ai giờ thì cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Đi tiếp mọi người. Đó, theo chân hai anh em Manet đi tiếp nha cả nhà. Tiếp tục đi hành trình sinh tồn tiếp. Soi cho cả nhà mình xem. Soi chúng nó đi. Kìa. Hình như lỡ điện thoại này không nhận ra được luôn. Không biết còn gì. Chế độ sáng đi, sáng hết cỡ đi. Sáng nữa. Hết cỡ rồi. Đây này, phải trúng cái này. Còn gì? Không nhận ra luôn cả nhà ơi. Ugo. Ảo quá. Chị Ugo không chấp nhận. Quá ảo luôn. Mọi người thấy chỗ trắng trắng này này, đây này. Đấy, nhưng mà để anh em mình lấy ra con voi ra nha. Con voi, voi ở bụng cây. Đó, để xem con voi nó ở tư thế thế nào. Và hình thù là sao nha cả nhà. Đây. Không thoại gì nữa. Không thấy được, nó ảo ảo mà. Lấy ra lá cây coi. Lá cây đó có khi thấy ạ. Mình thấy tạm tạm. Đó, đó. Không biết cả nhà mình thấy chưa. Đó, đây này. Ảo quá. Đây đây, từ từ. Hình như là muốn thấy rõ rồi, từ. Đèn này nó yếu quá mà. Sao lúc nét là nét, lúc không nét là không nét à. Thôi thì hai anh em mình sẽ kéo ra luôn. Nhưng mà muốn bỏ, nhưng mà giờ thì không kéo ra thì cả nhà mình sẽ không thấy là con gì. Bây giờ hai anh em mình sẽ kéo nó ra trước. Rồi anh em mình sẽ nhét lại nha cả nhà. Đó, không là lửa hư nó, em nó. Phải lấy đèn soi cứ mấy biết đường mắt nó ra chứ. Cảm thấy mốc không được thì thôi. Thành ra là không được cả nhà mình chiêm ngưỡng đâu á. Làm sao mà móc được cho cả nhà mình chiêm ngưỡng chú chả. Đèn đôi đầu vậy sao mà biết móc, biết thấy. Bình tĩnh. Chú chả, tay đây. Chặt bạ không. Nói được mà không biết đâu, không biết xem đâu. Chú không biết móc để anh xử lý cho. Put in it, open it. Tạm tạ. Cái đèn phải sẽ trôi thế này chứ mà đó bên này. Đây. Đấy. Đó. Để thử móc ra, không có móc ra thì thôi bỏ nó nữa cả nhà nha. À, bây giờ thì đấy. Manet sẽ từ để bỏ điện thoại đã nha cả nhà nha. Đó, tắt điện thoại rồi Manet sẽ thử móc. Nếu mà Manet móc không được thì chắc Manet cũng bỏ nó để khỏi mọi người chiêm ngưỡng bằng đoạn hang thế này cũng được. Thế này. Động lại là mình không rõ được đâu. Cứ xem là không được. Đó.
khóa với cái mạnh mẽ. Nó khóa với cái kia luôn rồi. Cái này mình phải móc cái đít nữa. Chắc là không được cho cả nhà mình chiêm ngưỡng rồi mọi người ạ. Không ra rồi. Khó rồi, không ra. Thôi thì cả nhà mình chiêm ngưỡng ở bọ cây thôi nha mọi người. Đó, mọi người chiêm ngưỡng bọ cây thôi. Cây này thì bọn mình thường gọi cho bọn mình gọi là con này là con voi 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 đất. Voi chuyên môn bọ cây. Cái này. Đó. Thử phát một nữa coi. Không được thì thôi. Hình như là cái đèn cầm nó là những cái động đại quá. Không được thì để em nó được yên. Ồ, không được rồi cả nhà. Thôi, để em nó được yên đi. Đó. Bỏ đi. Bỏ đi. Ôi trời. Mọi người lại theo chân hai anh em mình đi tiếp nha. Đó, bây giờ thì hai anh em lại đi đoạn khu rừng này nữa. Cái đường gì đấy ta? Wow. Đường gì mà ghê vậy? Giống con heo cả nhà. Chắc heo đi ăn mì người ta. Dấu chồn, dấu heo đầy luôn. Thành đúng con đường luôn đi. Dấu gì cả nhà? Wow. Đường này mòn luôn này. Đi như đường mình đi. Mà nét nghĩ là đoạn kia có ao kìa. Có ao thì nó mới đi đường mòn thế này thôi. Để đi uống nước này. Phân voi cả nhà. Phân voi. Ở đây thì theo đường mòn này là sẽ tới ao thôi cả nhà. Mà nét nghĩ là đoạn kia có ao kìa. Bây giờ thì mọi người theo chân Manet đi xem đoạn này có ao không nhá. Để xem có dấu con heo con gì nó đầm vào uống nước không. Để tối lát nữa anh em mình lại phục voi với heo nha. Đây mọi người, anh em mình đã đi khá là xa rồi. Bây giờ thì đoạn này thì anh em mình thấy là có vẻ là tới ao rồi nhỉ. Đó, đoạn kia ao lớn kìa. Để xem anh em mình có kiếm được cái gì ăn hôm nay không. Nhờ cái ao này. Buổi sáng thì anh em mình có được một con sóc rồi. Đó, bây giờ thì kiếm con cá này. Với rau nữa là được. Đấy, ra tới ao kìa. Rau đây trồng các cá. Đây cái nhà. Ao này thì thả bầy trồn bầy đá đa này thì hết sảy luôn á. Con đại bàng kia. Đại bàng kia. Đại bàng kiếm cá ăn, kiếm ếch ăn đấy. Ao này khá là to luôn. Đại bàng là không quay được cho mọi người xem. Chờ nó bay đi nhá. Đây để mà nét sẽ zoom cho mọi người xem. Đây. Không biết là mọi người thấy không. Đi để cho nó bay đi cho cả nhà xem đây này. Nó đó cả nhà. Đây này. Theo tay mà nét này đúng không? Đây 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 đây. Nó bay rồi. Nó lại ở đó nè. Bây giờ thôi. Hai anh em mình kiếm cá với ếch ăn thôi. Gì hả? Phân thú thôi. Phân này, phân heo này. Phải như phân bò ấy. Cái này phân bò hay sao? Chú chờ. Ở đây có bò rừng luôn hay sao ta? Hả? Hay là bò người ta lạc rừng? Bò bây giờ thả. Cái này. Ô phân bò này này. Lượm phân bò đi bán. Phân bò bây giờ thả. Ô không có mùng làm sao mà bắt cá đây ta.
Ô, ao này thì ít heo vào ấy. Chắc nó vào uống nó không đầm. Cũng có rau vào này. Ổ cá này thì nhiều này, nhưng mà mình không có cái gì sao biết bắt ta. Mọi năm ao này thì hay gặp con gì ta, nóc nhu người sáng khởi nọ. Ủa bay con công á cả nhà. Mọi năm thì mình hay đi qua vùng này thì có con công thôi chà. Con công nó hay xuống đây uống nước ăn cỏ này. Này đây là giấu mới này, heo này vẫn có nhưng mà nó heo vẫn không vào nhiều đoạn này. Đây này cá thì ok luôn cá này, nhưng mà anh em không, từ lẽ bây giờ anh em mình lại mò không mò sao có gì ăn mỗi đang suy nghĩ. Mỗi con sóc sao mà đủ. Đó, thôi thì bây giờ anh em mình lại đi kiếm cái món khác. Kiếm rau, rau phá hết rồi nhỉ. Cầu rau ở đây. Heo nó ui luôn, cầu hành tối. Mọi người, sau kích liệt đuổi, con sóc đã vào bọng mọi người. Và mình đã leo tới đỉnh đây và đã cái đuôi kìa cả nhà. Và mình đã đéo họ vào kia. Bây giờ thì thử manet, thử lấy cái cây của cái đuôi của nó ra có được không cả nhà nhá. Đấy. Ô nó leo luôn rồi. Nó leo luôn cả nhà. Bây giờ thì chắc manet rồi, tắt điện thoại đã nhá. Để manet bắt rồi. Em người đây là thành quả này. Đó, con này là con sóc bông này. Rất là to nha cả nhà nha. Đó. Thì hai anh em được hai con rồi, từ sáng tới giờ được hai con rồi mọi người. Ấm rồi. Bây giờ thì quay lại thôi. À, và đi săn tiếp mọi người. Ôi trời, nó cắn tay mà nét lủng mọi người. Quá trời quá đất luôn. Lủng tay luôn. Để quay lại giờ cũng trưa rồi nhỉ. Quay lại chỗ ở để nấu ăn thôi. Sau vất vả từ buổi sáng tới giờ thì hai anh em cũng săn được hai con. Một con là sóc bông, một con là sóc sóc đất. Giờ về nhà về lán thôi mọi người. Lại tiếp tục đi săn tiếp. Đây cả nhà, đây là dấu con rùa khổng lồ, con rùa siêu to khổng lồ nha cả nhà nha. Con này là con voi nha cả nhà, con voi nó cũng đầm mà cả nhà. À, voi nhà thì là nó tắm nước người ta rửa trà, còn voi rừng thì nó sẽ tắm bùn nha mọi người nha, tắm bùn để ra cái gọi là như mình gọi là cái con gì bám đầu đó ta, không phải cái con gì quên rồi, và nó trà lên này không thấy bám lông nó cả nhà ơi. Đó, con này thì cải ngứa này, rụng lông nó gì chắc là lửa cũng hơ hết, lông nó khá là to cả nhà. Con này thì nó trà tận kia luôn. Đó đấy, cái này là bản năng của con voi rừng cả nhà. Đó, voi nhà thì nó chả không có, mấy cái này cũng có nhưng mà ít. Đấy, cái này là con voi cả nhà. Không có đâu. Không có bám lông luôn. Nó mà gãy cái ngà nó ở đây nhỉ. Siêu to khổng lồ ở đây thì thôi. Mang về làm viện bảo tàng luôn cả nhà. Đấy, và ở đây này, con này còn cao hơn rồi, mọi người, nó chả lên. Đó, đây này. Wow. Này. Nó trà này. Cái này là bãi nó trà hay sao á cả nhà?
Nói chung là chắc nó không phải một con, nó nhiều con lắm đây này. Đó. Chắc nó cũng nhiều con lắm này. Đấy, con này thì trà cũng chắc cũng mới đây thôi, không phải lâu đâu. Nếu lâu cái bùn này nó sẽ khác này. Đó. Nó sẽ màu trắng bạch luôn. Cái này thì cũng vẫn còn màu nâu. Đó, nó chưa khô hẳn cả nhà. Nhất là cây này. Cây này là thành ra là nó ôm không phải một con đâu, cái này là một con này, hai con này. Đó, và kia này, trà cái kia rồi cả nhà. Đó, và trà cái kia. Và cây kia cũng trà luôn kìa. Ồ, ở đây có ao. Ao, nhưng ở đây có ao rồi cả nhà. Cho nên nó mới trà. Ở đây là có ao nó. Nó mới trà nhiều này. Này. Wow. Còn nước thì may ngon nhỉ. Anh em mình ngồi trên cây này luôn để đón voi nhỉ. Đón voi quay cho cả nhà xem. Đó. Này, nó trà. Nó đi đầm ao đây này cả nhà. Đầm nước ao này. Trà ở đây luôn. Đó. Voi bầy voi này cũng khá là nhiều á mọi người. Nó trà khá là nhiều chỗ này. Bây giờ thì anh em mà nét phải cẩn thận thôi chứ con voi nó làm chạy không kịp đâu đấy cả nhà. Đó, mùa này là sạch tưng luôn, không có chỗ mà nấp luôn á, sạch tưng luôn. Đó, bây giờ thì mọi người theo chân mà nét lại đi khám phá tiếp nha. Vào rừng cả nhà, vào rừng, vào rừng. Vào rừng. Trời ơi, sợ quá đi, sợ quá đi mà đấy, mọi người ơi. Nó quay lưng sang đây kìa. Tao cũng khiếp luôn cái nhà. Tao cũng khiếp luôn. Đúng rồi. Nó đại luôn. Kem cái thế cây. Kem thế cây chứ mấy. Đâu. Nó chạy. Quay lại luôn kìa. Ô, mấy con luôn. Con luôn kìa. Chú chà. Wow. Kìa. Wow. Hai con ba con luôn mọi người ơi. Một con chạy bên này. Đó. Một con chạy bên này.
nó quay lại luôn. Chứ chờ mình hết phải chuẩn bị cây này luôn. Huy! Huy! Nó không sợ người đâu kìa. Ủa, nó quay lại luôn. Con này chắc con đực này. Nó hung thật, quay lại luôn. Con này thì không động đậy luôn. Rùi hết chân tay. Nó hét bên kia một người. Chó người ta sủa. Không biết là chó rừng hay chó nhà. Voi sủa ầm ĩ luôn. Voi hét ầm ĩ luôn. Nét nghỉ mà nét leo cây nha. Chạy đoạn này đó, 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 đó. Cái hết cái cây đó, đó, đó. Nó hết rồi. Con nằm đó. Ghê thật. Chờ con hết leo tiếp. Đừng nó chạy gáy hết cây luôn. Không đi kia luôn. Quá kinh khủng rồi kìa. Mình phải trèo lên cây. Cái này nó không phải là voi người ta thuần, hoặc là voi ở chỗ đoạn vườn hay là gì lạ thuần hay là bên nào à. Đây là voi rừng. Cho nên rất là hung dữ luôn. Một người kia không biết ở đâu. Giờ mà nét phải xuống mọi người, xuống đi kiếm một người. Quá ghê gớm rồi. Đây là dấu chân nó này, nó rất to nha. Đó. Đây. Bây giờ thì mới lên. Bây giờ thì anh em mình sẽ đi xem cái đoạn nó hút cây nó chạy kìa. Trời ơi. Mà nét muốn rớt tim luôn kìa. Ồ, nó dữ lắm, nó quay lại nó muốn đuổi mà nét luôn. Đây kìa. Đó, đường này là đường nó đi nãy này. Ôi trời ơi. Rớt cả tim luôn. Mà nét thì đuổi theo quay đó. Mà bên kia không biết chó của ai. Xúa là nó quay lại luôn cả nhà. Nó quay đầu muốn nó hút mà nét luôn. Trời ơi, ghê thật. Nó vừa ăn ở đây. Hồi nãy thì một con đây, một con chạy sang kia. Đây này. Đây.
gấu ở đây này, xem này, gấu nó bới, nó ăn ở đây, ăn lá cây, hồi nãy là cái con kia nó chạy đi, này con dậm chân tại chỗ này, đây. Con chạy nãy là chạy như đó, đầu tiên mà nét thấy nó chạy hướng này này, quay lại nó húc bên này, này. Rất âm ỉ luôn. Như chạy lại đường nào á, mà nét trên cây không nhìn kỹ được. Như thấy cỏ rộng bên này, cái bên nó, ô nó đi đường này này, này. Bay cái này luôn, cái vỏ cây luôn, chắc nó ủi cái đám trúc này này, đu nó hết thôi rồi. Mà nét thì không dám lại gần nữa, tại vì con voi rừng rất là hung luôn. Mùa này nữa, mùa mưa thì được rồi nha, mùa mưa thì Manet sẽ đuổi quay cho mọi người xem được, chứ mùa này thì nó tống quá thì rất là nguy hiểm nha, phóng đi đường đó là gì, chắc nó chạy theo đám rậm kia nữa nha, bụi rậm kia. Thế là thì được quay cho mọi người xem vậy thôi, tại vì mùa này là mùa khô cái này, rất là nguy hiểm luôn. Đó. Mùa này là chạy không kịp với nó đâu, né cây cũng không kịp, leo cây cũng sợ không kịp, tại vì mùa này nó sạch tơn, thoáng, đốt người ta đốt rừng là cháy thoáng rất là nguy hiểm luôn. Đó. Đây là anh em mà nét thì phải kiềm chế, không là toi. Đường này rất nhiều voi luôn. Đoạn kia thì hai anh em đi cùng gặp voi, đoạn này cũng gặp voi quá trời luôn. Wow. Bây giờ thì hai anh em đi lùng tiếp cái nhà. Đây mọi người, anh em mình đã đi tới đoạn này và gặp cái cóc cả nhà. À, cóc rừng nha cả nhà nha. Bây giờ thì hai anh em sẽ hái mang về nấu canh chua này, hoặc là ăn chua trực tiếp luôn nha. Đấy, quá là đẹp luôn nha cả nhà. Cóc rừng này là mấy con thú nó cũng ăn giả mang lắm nha cả nhà, ăn dữ lắm luôn ạ. Đây, đây là mấy con thú này. Nó ăn xong nó quậy đây luôn này. Nó bới đất tùm 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 le tùm lưa lên này. Đây, dấu kìa. Đó. Ăn rồi nó bới. Ôi trời. Quả của rừng núi thiên nhiên này. Ôi, ăn thôi cả nhà ơi. Quá đã. Rồi. Ăn chống đói. À, ngon quá. Chua ngon ngọt. À, ăn quán này xong mình nên uống nước, nó rất là ngọt. Đúng không? Mũ này cả nhà. Cái này bị con gì chích á. Tinh vi cho cả nhà. Quá đẹp luôn. Wow. Quá tuyệt sắc luôn. Đẹp hơn trong mơ. Một thời gian bị mấy con này chích này là cây này sẽ chết này cả nhà. Nó ra mũ nhiều quá nó sẽ chết à. Đó, nó chết luôn nhá. Chứ nó ra mũ vậy không sống được đâu. Bây giờ hai anh em lại đi tiếp thôi mọi người.
đây cả nhà, xong sẽ đi sinh tồn kiếm ăn này. Thì rốt cuộc đi từ sáng tới giờ thì cũng về tới lát nữa cả nhà. Trời vá luôn mọi người ơi, qua mọi người thì từ sáng tới giờ chưa ăn gì luôn và quá nóng luôn. Bao nóng trời này thì da đã đen sẵn rồi, còn đen rất là nhiều luôn, hết chỗ tả luôn cả nhà. Giờ thì anh em mình không có sức mà leo hái rau luôn cả nhà, cho nên là anh em Manet chỉ được hai con sóc, thì anh em sẽ nướng hai chân hai đùi và mấy kia anh em mình sẽ bầm giá cày luôn mùa và kho. Thì bây giờ thì mọi người cùng làm với Manet nhá. Đây mọi người, thịt sóc thì hai anh em đã bầm rồi cả nhà. Đó, đã bầm rồi và hai đùi thì anh em sẽ nướng. Đó. Và giờ thì cho nồi khô đã thì anh em sẽ xào. Thì anh em đang tại có là đấy anh ạ, Manet đã làm đầy đủ gia vị rồi này, xả hành tỏi, hành tỏi ớt này, đó, dầu ăn này và thịt này. Thịt này thì Manet đã băm hết rồi mọi người. Đó, thịt thì rất là chất lượng luôn cả nhà. Đó, quá là tuyệt vời luôn. Và cơm thì Manet cũng nấu sống luôn. Đó, Manet thêm cái lá chanh, à không phải lá xả nha, cho thơm cơm nha cả nhà nha. À, vừa thôi được rồi. Đó, thịt rừng là mình phải tự nhiên nó mới đập đà được. Đấy, giờ thì anh em sẽ xào thịt lên mọi người để thưởng thức nha. À, whisky anh em thì không có được mang mọi người. Nấm này thì anh em sẽ nấu nước uống thôi. Whisky thì hai anh em quên. Đó. Đi với lại hai anh em cảm thấy mùa này tưởng là rượu kia còn mà không còn, nhưng mà lại hết sạch rồi, bay hơi. Bắt xuống đi, con nó lại quéo. Bây giờ nó bay luôn. Bắt xuống này nó không có cháy. Nhỏ nó mày nè. Cánh mày nè. Ở đây này là có gì xả nó thôi mọi người. Rau thì này cũng có rau nhưng mà Manet đuối quá cả nhà nên không leo nổi nữa. Quéo quéo, con lum say xịn lên đấy cho nó mài lớp tỏi. Đầu bếp này phải tăng lương đối việc thế này. Kiểu này là không được rồi. Đó, đấy. Đúng bài luôn rồi này. Thịt sóc thì thôi chứ hai con. Tụi chặt hai con hai anh em thì hết nước chấm rồi nha cả nhà. Thì bây giờ thì hai anh em sẽ xào. Xào sẽ chờ chín thôi là thưởng thức nha cả nhà. Và thịt nướng nữa. Thịt nướng này để sợ sát tí. Đấy, đúng bài luôn. Thì tội là không có rau anh em mình nè. Có rau thì xào chung cho nó thơm hơn này. Ừ. Phải để phần chấm này nhá. Có rồi mà. Đâu? Cái bơ lô đó. Ờ. Đấy, cho nó thơm xả nhức nách luôn. Đó. Cứ hôm qua thì anh em mình không có, chỉ có ếch nhỉ. Hôm nay đi sáng tới trưa tới chiều giờ vẫn được hai con sóc. Quá tuyệt vời rồi. Cho một hành trình đi sinh tồn. À, lát nữa thì mình bỏ quả cóc rồi nhỉ. À, bỏ nước một tí thôi. À, để có nước chan rồi bỏ quả cóc để thưởng thức quả cóc nữa cả nhà nha. Đây cả nhà mình, quả cóc thì Manet đã chẻ đôi này. Đó, chẻ đôi thế này thì nó mới thấm cái quả cóc và chất nó của nó nha mọi người. Đó, đây thì Manet có lấy 4 quả cho nó
một người hai quả cho nó đủ quả đấy, và bây giờ là đậy nắp thôi. Thế là chờ thành quả thôi nha cả nhà nha. Xoáy lên thịt nướng là ok luôn. Chủ chả tội là không có vài xị nữa nhỉ. Có vài xị nữa thì thôi đau cái nách luôn đấy. Đó, bây giờ thì anh em sẽ nghỉ hơi tí rồi để thịt hầm, rồi anh em sẽ đến chén thôi cả nhà ơi. Thế nào thành quả? Wow, quá đã luôn mọi người ạ. Thơm. Thơm. Muốn ăn luôn nha. Cái kia chắc xoáy nữa một vòng đi. Để chín chưa? Vậy là ok á. Thịt này là vừa thôi. Chín quá là nó lại déo. Xay bừng nó ớ. Đấy, và thịt nướng này chắc là ok. Wow. Nướng vậy thôi. Đó. Bây giờ thì mọi người Manet mời mọi người ăn cơm với Manet nhá. Thưởng thức thôi. Bây giờ mình sẽ chia cái này. Mời cả nhà nhá. Cái nhà hết xoáy ngon tuyệt vời. Wow, theo mọi người nghĩ như thế nào, có chất chơi người dơi không? Ngon lắm nha. Đã lắm nha, rất là bên già. Hôm qua mình không có gì ăn, hôm nay mình ăn bù. Tiểu này mà chạy đi mua rượu gấp. Không biết ai ship rượu không nhỉ? Có ai ship rượu đi mà. Gọi điện đi. Cầm cái can kia mang luôn thì ngon lành cạnh đào rồi. Ui. Quá đã mọi người. Quá đã nhỉ. Ước gì giờ có whisky hai xị, hai xị. Ôi giời ơi luôn nha. Quá tuyệt vời. Bạn muốn mà tìm tìm cái tay. Điều này mai mình phải đi đuổi nữa. Rồi quá. Mai cố gắng kiếm 4-5 con luôn anh em. Vợ người ta đem rượu vô, không mình chạy đi mua rượu cũng được. Ăn cho nhức cái nách luôn nhỉ. Quả cóc này. Thử quả cóc nha cả nhà. Ăn nguyên thế này luôn, đá nha. Nó ăn ngon lắm đấy. Chua chua ngọt ngọt. Quá đã. Quá.
Lạ lắm cả nhà. Cái này mà húp nước thì thôi hết bàn luôn. À, thịt nào ngon đấy, thịt đấy. Ăn cơm nấu bằng lá xả thế nào? Xem mùi vị. Mùi vị là nhức cái nách. Được rồi đó. À, ăn cơm với cơm lá xả nha cả nhà. Mời mọi người ăn cơm chiều nha. Một ngày ăn hai bữa thôi là được rồi. Ngập rau thôi cả nhà ơi. Wow. Họ chạy nhảy từng giọt luôn nè cả nhà. Wow. Quá à. Quá đã luôn mọi người. Thêm cơm lá xả cũng bài luôn. Mùi ngon hơn. Ngon như cơm mẹ nấu. Ăn miếng nữa. Nào, chiều anh em mình lại đi thăm bài tiếp nhỉ. Vừa thăm bài vừa đi săn sóc luôn cả nhà, đi kiếm sóc luôn. Sau khi nó nhập nó mình ấy luôn. Giờ chắc là anh em hết đánh chén gọi là cho nhức cái nách và ngập cái rau nha cả nhà nha. Bây giờ thì anh em sẽ tiếp tục hành trình ăn nha cả nhà nha. Mọi người nhìn môi Manet này khô cạn luôn. Bây giờ thì hết đường kiếm nước rồi cả nhà. Đó, anh em Manet sẽ chặt cái dây thì mọi người sẽ uống nước. Quá là đuối luôn. Cổ này nó muốn đứt ngang rồi cả nhà. Manet sẽ đéo đi phần này. Đó. Quá là khát nước luôn nha cả nhà. May mà trên bờ gặp cái này. Cái dây leo này là vì yêu tinh của những người không có nước uống. Dao này đào đất, giờ chặt cái dây cũng không muốn đứt. Một, hai, ba, bốn. Nói hay người ta.
cả nhà cùng Manet uống nước nhá. Đủ rất nhiều ta. Nặng quá. Nhưng phải nghẹn cổ là mình không được uống à, lâu không được uống à. Rồi mình không được uống. Nghẹn cổ luôn. Bắt đầu. Sống mưu sinh. Vậy là xong rồi. À, kìm vào này. À, rồi chặt. À, rồi chặt luôn nha. Chặt nó mới ra được nước nhiều nữa. Chặt ra, chặt, chặt bớt này. À. Vuông vẫn không đủ rồi nha. À, thay nhau phiên chặt uống. Cái này mình cứ đừng uống bùn đất nhé cả nhà nhé. Đó, chặt sạch sẽ là được. Thế này đi, đang mệt nữa, mình phải làm thế này. Quá đá luôn cả nhà ơi. Làm quá nữa, chặt bớt đi, nó xuống nhanh nước. Say vì thiếu nước, nhờ đổ nước rồi, say vì nô nước. Bây giờ thì mấy anh em sẽ quay về lán thôi cả nhà, và đi thăm bảy gà hôm qua thả thôi, không biết sẽ được gà không. Hôm nay coi như là vật lộn, là chưa được cái gì luôn, sinh tồn là khát nước này. Mai có chút biết kinh nghiệm là thay cây này. Thì anh em mình chặt và uống nước cả nhà. Bây giờ thì mọi người theo chân anh em Manet lại đi thăm bầy gà tiếp nha. Hey, mọi người, giờ cũng chiều cả nhà. Thì bây giờ thì hai anh em Manet sẽ đi thăm bầy gà hôm qua hai anh em Manet đi thả mọi người. Và bây giờ thì hai anh em Manet cũng sẽ săn cả sóc luôn cả nhà. Cặp gà săn gà, cặp chim săn chim, cặp sóc săn sóc luôn. Bây giờ thì mọi người cùng theo chân hai anh em mình thăm bẫy nha. Không biết tiếng không. Hôm qua thì chiều qua thì hai anh em Manet có đi thăm thì bị Manet thả gọi là cạn qua cái cấm một cấm xuống đất này, đất cứng quá. Thế là mấy con gà nó cũng thích nhưng mà không dính. Thế là hôm qua là Manet hụt không được, cho nên là Manet cũng ăn ếch để xem hôm nay hai anh em Manet có được cái miếng gọi là có được chiêm ngưỡng gà rừng không. Từ bữa giờ đi thì Manet chưa được chiêm ngưỡng cái gà rừng ở bên này như thế nào. Thì bây giờ thì cả nhà mình cũng theo chân hai anh em mình đi nhá. Đi đường này luôn này, đi đường này luôn. Bây giờ thì mọi người cũng theo chân hai anh em mình đi nhá. Chập chập chiều chiều thế này. Giờ là 6 giờ hơn 6 giờ cả nhà. Đó, giờ thì tầm này con sóc nó hay ra đi kiếm ăn nhiều này. Con sóc hay con gà gì. Thì giờ này chuẩn bị nó đã đang kiếm chỗ ngủ cả nhà. Đó, hiện tại bây giờ thì buổi trưa thì hai anh em đi quá phê luôn. Như con sóc kia.
Chà, phải đuổi nhanh mới tới mới đuổi được nó cơ. Nó chạy đoạn này cả nhà. Mà nét thì bấm điện thoại nữa, cho nên là chưa chả thế thoát con sóc rồi. Mắt chú kém quá mà. Trời, chắc nó vào bọng tay rồi, bọng đất rồi. Thôi, không thấy mình kiếm con khác nữa. Đây cả nhà, giờ Manet đã đi tới đoạn bẫy thả bẫy gà cả nhà. Đoạn này thì cũng có nước mạch này. Đó. Không biết là sẽ dính con chim hay con gà gì không. Bây giờ thì mọi người cùng theo chân Manet đi tới bãi dưới bẫy nha cả nhà. Cái bẫy gà này. Hình như là tiếng của chị ta có tiếng. Tiếng cây sao. Tiếng cái mấy cái vỏ cây cả cả nhà. Hiện tại mà nét không thấy tín hiệu. Đây mọi người, bầy gà mà nét thả này, không thấy tín hiệu gì luôn. Nhìn rất là khó thấy nha, tại vì bầy này rất là nhỏ này, rất là khó thấy luôn. Không có tín hiệu cả nhà. Không có con chim kia, hình như là có con vịt tông là sao á, cũng chưa luôn. Kỳ ta hôm qua thì có, hôm nay thì chim ru luôn mọi người. Xem sáng mai là sáng cuối cùng rồi, không thấy thì máy cũng sẽ dỡ ra thôi cả nhà. Tới tín hiệu luôn. Chờ. Thì chả gà nó không uống nước với chim hay sao. Chim ru nữa ta. Nước này cả nhà, nước mạch. Không thấy luôn. Cái này thì cũng có này, nhưng mà không dính. Chắc giờ thì anh em Manet lại quay lại thôi cả nhà. Quay lại để kiếm sóc với đồ ăn khác. Bây giờ thì hai anh em mình về thôi cả nhà. Thế là sóc hồi này cũng bấm điện thoại thì thành ra là bấm máy quay để quay cho cả nhà xem. Thế là không đuổi kịp được em sóc rồi. Thì bây giờ thì hai anh em về lại về lán thôi. Ăn cơm với rau cá xuôi. Có rau đoạn kia. Bây giờ thì rồi về lán giữ eo, tới sáng mai sáng sớm lại đi săn sóc tiếp. Giờ thì mọi người theo chân hai nhà mình về nhá. Đây mọi người, Manet đã về tới lán đây và bắt đầu đêm thứ hai ở trong rừng cả nhà. Với ngủ tại rừng. Bây giờ thì sáng mai sẽ thức dậy và tiếp tục hành trình đi trải nghiệm và sinh tồn tiếp cả nhà nha.